Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Nam Bicycle 1986. Và hôm nay Nam Bicycle 1986 xin được tiếp tục lên hình giới thiệu cho các bác một chiếc xe đạp Nhật bãi hiệu Chin. Chin là thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Những chiếc xe của cái hãng này thường thường thiết kế rất là khỏe khoắn và độ bền rất là cao. Và đây là chiếc xe là sử dụng tại thị trường Nhật Bản, hàng xuất Nhật nhưng phụ tùng của nó đều là Nhật sản xuất. Tí nữa em sẽ quay chi tiết sau. Tổng thể xe này là khung nhôm, có này khung nhôm các bác nhé, phụ tùng toàn bằng nhôm, trọng lượng xe rất là nhẹ. Xe là dòng xe địa hình hay gọi là xe mountain bike, nhưng trọng lượng của nó còn nhẹ hơn cả xe touring cơ. Phụ tùng rất là nhẹ các bác nhé. Chiếc xe này là khung là dòng đứng là khoảng 43 cm, tức là xe S chiều cao phù hợp là dưới 1m73 sử dụng được, trên dưới có thể đi được các bác nhé. Em xin nhắc lại chiều cao phù hợp chiếc xe này dưới 1m73. Bây giờ em sẽ quay chi tiết luôn, cũng như là nói chi tiết về cấu hình chiếc xe này. Đây, phần đầu xe của nó đây, nguyên bản theo xe, còn đầy đủ luôn, đầy đủ rồi. Đồng hồ két goắc két S của Nhật, nói hình như là hết pin, em kiểm tra hình như là hết pin, các bác thay pin là sử dụng được. Và chiếc đồng hồ này mua rất là đắt tiền, nếu mua tại Nhật nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 1 triệu một cái. Còn nguyên cả phản quang trước, phản quang sau, chuông, tay phanh Shimano made in Japan DOD, ghi đồng nhôm, phô tăng nitro Japan, tay bấm xả Shimano DOD, 3 đĩa 9 níp. Dòng này là dòng rất là cao cấp các bác nhé, bộ chuyển động rất là cao cấp. Phần đầu thì khỏi chê luôn các bác nhé, phần đầu của nó hàng khủng luôn. Tem mác Chin, Chin là biểu hình ngôi sao dập vào đầu xe, thì tượng hình ngôi sao 4 cánh các bác nhé. Càng nhôm, vai bò rất là rộng, to, vuông, giảm dốc của dốc sốc của thương hiệu dốc rất là nổi tiếng của Mỹ. Và chiếc dốc này rất là êm, em đã nhún thử rồi, êm, rất êm các bác nhé. Phanh là phanh V. Đây, bộ đồng hồ của nó vẫn còn nguyên cả phụ kiện này, gắn vào càng xe này, gắn vào lan hoa này, và đầu thì theo em chắc là hết pin thôi, bác thay pin vào thì có bộ đồng hồ rất là chất lượng cao. Chiếc xe này là sơn nguyên bản và màu xanh pha một chút bạc, xanh là xanh dương. Chin, chiếc xe này là có thể xước do vận chuyển xe bãi không tránh được. Đây là chiếc xe tầm trung, sản xuất năm bao nhiêu em cũng không rõ, chỉ đoán vậy thôi. Đây nó ghi là 7005 alloy, dòng nhôm cao cấp nhất của dòng xe địa hình bãi nói chung. Cốt yên là Kalin, yên nguyên bản theo xe, và lớp da ở ngoài nó đã bị rách, nhưng cái form yên rất là to và dài. Các bác có thể bọc lại nhé, hoặc là mua một cái lớp, hoặc mua một cái vỏ yên mấy chục nghìn, hoặc ra cửa hàng xe máy bọc lại cho em thì vẫn giữ nguyên cái yên zin của nó. Xe là lắp thêm bình nước, gọng bình nước, và con này về không có ba ga, em phải đi mua ba ga mới lắp vào, về không ba ga các bác nhé. Bộ đùi của nó là Shimano DOD rất là cao cấp, 3 đĩa 9 níp, đùi nhôm các bác nhé, đùi nhôm, xích líp nguyên bản theo xe, chưa có giã gì hết, líp 9 tầng made in Japan, gạt đề sau Shimano DOD. Mayer của nó là Mayer nhôm Shimano DOD, Mayer nhôm lan sơn đen, lan này hình như là lan lốc thì phải, lan lốc sơn đen hay sao ấy, vành nhôm hai lớp. Cặp lốp là Kenda theo xe, hai màu,
còn sử dụng được Made in Taiwan. Và em đã chia sẻ lúc nãy rồi, chiếc xe này khả năng sản xuất ở Đài Loan, xuất thị trường Nhật, nhưng phụ tùng của nó rất là cao cấp, phụ tùng toàn của Nhật sản xuất thôi. Chiếc xe này là lắp thêm chiếc ba ga nhôm hàn nguyên khối. Các bác có thể không lấy ba ga nhôm thì em sẽ trừ tiền cho các bác. Chiếc ba ga nhôm này em mua khá đắt tiền, em mua đã 310.000 rồi. Còn chiếc ba ga nhôm mà nó lối từ ốc một ấy thì nó sẽ rẻ hơn nhưng sẽ yếu hơn. Còn những dòng ba ga nhôm ở hàn nguyên khối như này thì sẽ đắt tiền hơn và cứng hơn. Các bạn chủ động khi vấn đề mua hàng nhé, kể cả mình mua cái đồ hàng mới. Xe rất đẹp, sơn nguyên bản đều và bộ chuyển động rất là khỏe. Bây giờ em sẽ kiểm tra qua bộ chuyển động của chiếc xe này. Các bác đánh giá nó xem độ mượt bộ số con này nhé. Con này rất là cao cấp, chuyển động 3 đĩa 9 níp. Đĩa tinh nhất này. Số cái tên tách nhé, bấm rất là nhẹ tăng. Xuất thường thường độ bền rất là cao. Vành bánh đã cân chỉnh, sử dụng ngay. Bộ chuyển động hoạt động tốt, xe rất là cân đối, rất là khỏe, êm ái, hoạt động bền bỉ, giá cả rất là phải chăng. Và hôm nay xin báo giá luôn, nếu không lấy ba ga giá của nó là 5,2 triệu đồng, nếu lấy kèm ba ga là 5,5 triệu đồng. Em giao hàng toàn quốc. Cảm ơn tất cả mọi người.